Thời gian qua, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá bán các loại gia súc và gia cầm đang có xu hướng giảm, khiến nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Vì vậy, các hộ đã chủ động sử dụng các nguyên liệu thay thế để giảm lượng thức ăn công nghiệp, từ đó giảm chi phí, ổn định hiệu quả kinh tế. Từ những nguyên liệu sẵn có như ngô, cám gạo, chuối xanh do trồng không tiêu thụ được, anh Phạm Xuân Giảng đã đưa vào máy nghiền nhỏ, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp cho gà, lợn ăn hàng ngày thay cám công nghiệp. Do đó, hiện nay anh vẫn duy trì được đàn gà 2.000 con và 50 con lợn nái trong nhiều tháng qua. Ăn cám 100% là mất khoảng 3 triệu đồng, nhưng bây giờ chúng tôi không cho ăn cám nữa mà chúng tôi cho ăn ngô, chuối. Phối trộn thì nó giảm xuống được còn tầm 2 triệu. Chi phí mà cái chất lượng thịt nó lại ngon nên bà con lại thích dùng cái sản phẩm chúng tôi. Còn đối với gia đình bà Phạm Thị Gấm, để bảo đảm việc tái đàn 500 con gà, trước những khó khăn do giá thức ăn tăng, bà cũng tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên, các phụ phẩm nông nghiệp, rau xanh các loại đã giúp giảm bớt chi phí, duy trì được hiệu quả kinh tế trong quá trình nuôi. Cây khoai rồi là cây ngô, để những cỏ là chúng tôi tận dụng về là cắt về xong là xay rồi trộn về cám gạo. Thì tôi thấy là con gà nó cũng ăn mà nó lại ham ăn mà nó cũng lớn. Theo tính toán của các hộ dân, để tháo gỡ khó khăn, duy trì chăn nuôi khỏi đứt quãng, thua lỗ, thì việc sử dụng thức ăn chế biến bằng nguyên liệu tại chỗ thay thế thức ăn công nghiệp sẽ giảm được chi phí đến 50%. Những hộ chăn nuôi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cám thì tăng cao, lợn thì giảm xuống quá sâu, chỉ còn qua 40.000 một cân hơi. Bây giờ nhà tôi một ngày là cho, nếu mà cho ăn cám công nghiệp là hết 1,5 triệu. Nhưng mà tôi bổ sung thêm cám gạo nhà làm ra là hết có 1 triệu thôi. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, để hạn chế rủi ro, người chăn nuôi cần thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và tái đàn theo mô hình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, linh hoạt trong tìm kiếm, sử dụng phụ phẩm tại chỗ để chế biến thức ăn cho gia súc gia cầm, giảm chi phí sản xuất. Đó là hướng đi khôn ngoan của bà con nông dân trong lúc dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài.